À, rồi xin chào tất cả của anh em. À, rồi chào mừng của anh em tiếp tục quay trở lại với Voice Trường Thi. Rồi hôm nay giới thiệu Zalo của anh em một cây 200 mini dáng độ. Tuy là một cây mini nhưng mà cái hàng cũng khá là khéo nha của anh em. Ngân hàng này chúng ta bưng bê chúng ta đi chơi cà phê. Cây rất già và đang cho hoa luôn. Hoa rất nhiều nè. Hoa rất nhiều nha. Mời của anh em xem tổng thể cây. Một cây Hải Châu dáng độ. Dòng này nuôi cũng khá là lâu rồi nha, siêu ho luôn, đang ra ho rất nhiều này của anh em, đang ho rất nhiều này, tí nữa sẽ quay gần hơn cho anh em xem nha. Đấy, anh em thấy ho không? Đây là hàng mini bưng bê nha, anh em lưu ý mình sẽ thì đo cái thông số nha, anh em lưu ý mình sẽ thì đo thông số. Đấy. Rồi cái thông số theo đo theo đường chim bay nha, đo đường chim bay là hai hơn 20 này, hơn 20 và cái phụ tán ngang, phụ tán ngang cũng hơn 20. Cái chậu này là chậu vuông nha, chậu vuông, phủ bì của nó là 14 và chiều cao của nó là 14.5 và cái chiều cao từ mặt chậu này của anh em khoảng 10 nha, 10 phân và cái hoành thân của nó thì nó tầm ngón đeo nhẫn nha, cái hoành thân, hoành thân nó khoảng ra tầm ngón đeo nhẫn, một cái bộ chân rất là quái coi, quên em lưu ý nha quên em, là hàng bonsai mini nha, bonsai mini bưng bê nha quên em, rất đẹp, bộ chân rễ rất đẹp, cây đang siêu ho luôn, quên em xem thấy ho này, đây ho này nha, đấy, quên em siêu ho luôn, đây ho này, đây, ho. Rất là đẹp của anh em. Đây của anh em xem này. Hò nha. Đây. Bộ chân cực kỳ quái luôn. Bộ chân cực kỳ quái luôn. Hay lắm nha của anh em. Cái này hay lắm nha. Cái này giao lưu của anh em giá là 1.200.000 nha của anh em. 1.200.000 bao ship. Cả cây cả chậu nha. Của anh em hợp ý gọi điện trực tiếp là các bạn thông qua số Zalo mình sẽ thi để trên màn hình. 1.200.000 bao ship cả cây cả chậu. Rồi xin chào tất cả mọi anh em, mời mọi anh em xem với xe Tường Thi giới thiệu với anh em một cây Hải Châu dáng vàng nhân, cây đang siêu trái luôn, trái rất là lớn của anh em, Hải Châu vàng nhân nha, cây đang siêu trái luôn, dòng lá này trái rất là lớn luôn, tí nữa quay gần hơn cho anh em xem, cây hiện tại rất là nhiều trái đang coi, cây mini bưng bê. Ta mang đi chơi, mang đi cà phê cũng khá đẹp. Cây bình nhân khá duyên nha. Đấy. Rồi, cây này là hoành của anh em. Là hoành tại vị trí đo nha, tại vị trí đo nó được khoảng 12. 12 phân, cây chiều cao từ mặt chậu là 45, phụ tán thì nó còn 30. Chậu này chậu oval kích thước là 35. Và ngang là 26 nha. Một cây này bên trên thị Zalo của anh em giá 850k của anh em. Giá 850k nha, giá rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý luôn. Đây trái rất nhiều này, trái ngọn này của anh em, trái ngọn này, đấy, trái to lắm nha, đây to hơn con út luôn này. Một cây như này giá 850k bao ship cả cây cả chậu luôn, ship tận nhà, ship toàn quốc của anh em cứ xem hợp ý thì alo. Dòng này nó cũng cho trái từ thân này, đây, trái từ thân nó rất là nhìn rất là phê. Nó kiểu như ra trái như kiểu như cái sung á. Giao lưu của anh em giá 850 bao ship cả cây cả chậu. Của anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo mình sẽ thi để trên màn hình. Cây Hải Châu giống với nhau giá 850k bao ship. Hôm nay giới thiệu với anh em một cây Hải Châu Tam Đa, cây hàng tầm trung, một người bên nặng nha của em, một người bên nặng. Cái này thì mỗi sản thi chào giá 5.3 triệu. Của anh em thấy hợp ý thì của anh em xem tiếp nha, khỏi mất thời gian nha, của anh em xem đỡ mất thời gian, của anh em thấy hợp lý thì của anh em xem tiếp để đo thông số. Chào giá là 5.3 triệu bao ship cả cây cả chậu, ship tạo nhà, ship toàn quốc, cây tầm trung, một người bê nặng tay. Của anh em xem tổng thể cây nha, những cây này cốt cũng khá lớn và những cây này khai thác cũng khá lâu rồi nha, chỉ cần thì tương đối rồi. Dòng lá nhỏ đẹp, ta đợi mùa hoa trái tầm khoảng hơn một tháng nữa nó sẽ bắt đầu vào
mùa hoa tái của Hải Châu. Đây cũng khá là đẹp, khá ok rồi. Rồi, mời anh em xem thông số cây. Cây này quanh và leo tại vị trí đó là 29. Chiều cao tính từ mặt chậu là 58 nha. Phủ tán. Đó là 56. Chậu này oval. Kích thước là 52 và chiều cao là 13. Rồi, mời anh em xem cái phần đế coi. Những cây này thì nó chỉ cần nó khá là ổn rồi nha. Chào giá 5,3 triệu bao ship cả cây cả chậu, từ đó hợp lý nha anh em. Những dòng Hải Châu bây giờ nó cũng khang cạn kiệt. Những cái khúc lớn như này hầu như là sưu tầm nó cũng khá là nhiều tiền. Nhưng cái đây có lụa rin, lụa lúc khai thác. Chỉ cần thì già lắm nha, chỉ cần già lắm. Nuôi rất là lâu. Làm chi cần kỹ. Cho chậu đẹp. Nói chung là tất cả tương đối hoàn hảo để quên em về ra chơi. Đa số tất cả những cây thì bên sân thủy đều là chỉnh chu, nó để cho quên em về có cây mà ta chơi được liền. Một dòng lá nhỏ rất đẹp nha. Đây, dòng lá đẹp lắm nha quên em. Cây này phong tán nhìn từ xa cũng khá đẹp. Đây, quên em xem nè. 5,3 triệu nha quên em, 5,3 triệu cây cả chậu, ship toàn quốc, ship tận nhà. Của đêm xem hợp ý thì vẫn là cách quen thuộc, của em gọi điện trực tiếp, liên hệ kết nối qua Zalo, số điện thoại cũng là số Zalo bên sàn thi luôn gắn trên màn hình. Của em cứ xem hợp ý thì liên hệ Zalo bên sàn thi có thể cung cấp thêm hình ảnh cũng như là chi tiết thêm cho của em tham khảo. Một cây Hải Châu tầm trung, một người bên này chào giá 5,3 triệu bao ship cả cây cả chậu, ship toàn tận nhà và ship toàn quốc cho bữa nay. Rồi, Zalo của anh em một cây linh sam, một cây linh sam dòng khai thác cây rin. Cây này thì là một cái cây thành phẩm như bữa nay, và cây là 2 người B, cây tầm trung 2 người B. Rồi tới một bữa nay xem tổng thể cây dòng linh sam này thì nó cho hoa tím. Cây này thì nó khá già rồi, cây này là những cái cây thế hệ đầu tiên. Chỉ cần thì quá già là xíu nữa nó quay gần hơn cho quý anh xem. Rất là đẹp, cây này thì thành phẩm nha. Cây linh sa. Ta chơi mặt này, ta chơi mặt tiền. Ta chơi mặt tiền. Rồi cây này có quay. Cây này quanh quần trên bộ đế nó khá là lớn luôn này, còn đế nó khoảng 50 nha. Quần eo tại vị trí này nó là khoảng 24 nha, 24. Và cái thân này nó là kích thước là 15 luôn ấy nha, 15. Rồi cây này có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 60, và phủ tán là 80-85 luôn này, phủ tán 85. Cây này 2 người B nha. Cái này cái mặt tăng ngang nha quý anh, tăng ngang là nó 50 nha. 50. Cái này chậu Trung Quốc. Chậu này là chậu Trung Quốc. Kích thước chậu là Trung Quốc dài là 49 nha. Dài 49 và ngang. Ngang thì 34 nha quý anh, 34. Cây linh sa. Cây thành phẩm nha quý anh. Rồi, xin thi quay vào hơn với anh xem. Những cây này thì nó rất là già cây. Những cây này nó là chúng ta đã rất là nhiều năm rồi. Thế hệ đầu tiên dòng khai thác cây rin. Bộ đế rất là đẹp. Quý anh em xem bộ đế nha. Chi cành vừa rất là thành phẩm rồi. Chi cành rất là đẹp quý anh em. Quý anh em xem, bộ tán được phân chi phân cành rất là bài bản luôn. Cũng khá đẹp luôn. Quý anh em xem cái phần chi cành đó nè. Đây, những cái con chi rất lớn nha. Quý anh xem. Những sao kiếm này thật ra là định hình thôi, định hình phần tán thôi. Thế nhưng chi cành nó như này thì rất là lớn rồi. Quý anh em này. Rất là lớn rồi, cho nên cây này là thành phẩm luôn. Quý anh em xem cái chi cành đó nè. Kiếm này là bên sàn thi định hình thôi, định hình để nó giữ cái form.
chúng ta khi cây phát triển ra thì chúng ta phải dùng kiếm chúng ta định hình lại. Dòng bonsai thì chúng ta phải chỉnh sửa liên tục nha quý anh em. Cơ bản là những cây thành phẩm thì quý anh em dễ chơi hơn. Đấy. Một cây lên xa. Cây tầm trung 2 người B. Rất là đẹp, cây này rất là đẹp quý anh em. Nó ra hoa vào hoa tím vào mùa hè thì nó rất là đẹp luôn. Rồi quý anh em xem tổng thể cây, một lần nữa mình xem tỷ báo giá giao lưu. Một cây linh san tầm trung 2 người B. Dòng khai thác cây riêng. Cây thành phẩm. Thông số nó rõ ràng bao nhiêu, quý anh em cố gắng xem kỹ bao nhiêu. Rất đẹp. Rồi cây này bên xem thi giao lưu với anh em. À, giá là 11 triệu bao ship. Rồi, 11 triệu bao ship.